Tam Giác Vuông có các cạnh là bá sơ, cạnh bá sơ, cạnh y sơ, cạnh huyền là năm. Bây giờ chúng ta hãy tìm y sơ. Thì lúc này chúng ta áp dụng định lý Pythagore, ta sẽ có bá sơ tất cả bình phương cộng với y sơ bình phương là bằng bằng năm bình phương. Bá sơ bình phương là 9 y sơ bình phương cộng y sơ bình phương là 10 y sơ bình phương bằng 25. Vậy y sơ bình phương bằng 25 trên 10. 25 trên 10 rút gọn cho 5 là bằng 5 phần 2. Đấy. Ở đây chúng ta chú ý là y sơ phải dương các bạn nhé. Đấy. Vậy ta sẽ có y sơ bằng căn của 10 trên 2. Sẽ căn có 10 trên 2 các bạn nhé. Căn 5 phần 2 tức là căn có 10 trên 2.